Ok và hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với trận đấu bài giữa mình và Yuki Judai. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại và đánh 3 trận để kiếm 3 là... Đánh 2 trận và kiếm 3 lá bài nào. Thì lần trước thì đánh ra toàn bài cùi, bây giờ mình lại phục thù đây. Ok, mình sẽ phòng thủ kỹ sĩ không đầu và sau kết thúc lượt để mình lấy được cái con mà Tribute to the Dome thì mình sẽ vứt con này xuống và mình sẽ hồi sinh bằng Monster Reborn. Rồi, Elemental Hero Stratos. Đỉnh mệnh. Địch ngay mà. Rồi luôn. Rồi luôn. Má ơi. Con gió gì rồi, con hero gió gì đấy. Đấy. Ôi. Tornado. Mà. Ôi ôi. Ôi lầy mẹ. Con lầy cụ. Cụ chơi nguyên cái này sao đánh đấy. Magic Cylinder. Ok, mình sẽ phòng thủ con Glowmoss. Mình sẽ phản lại 3.600 công nó. Rồi luôn. Đậu phụ. Mày chết này con lợn. Trời ơi, một phát nửa điểm gốc. Nó không dám tấn công. Mẹ. Định mệnh rồi, Glowmoss luôn. Má nó. Một phát trừ nửa điểm gốc. Hơi đau đấy, nhưng mà mình thua rồi. Ơ, nó không dám đánh à? Nó không dám đánh con này à? Island Shadow. Chết rồi. Mình phải gọi được cái con xác ướp cơ. Mình phải bốc vào con xác ướp. Thôi thái bài xuống rồi, định mệnh. Bất sư cái Monster Reborn rồi. Xác ướp. Change Gear Hunt. Ngon quá, được con Change Gear Hunt này. À, ngon quá, mình có cách thắng rồi các em ạ. Trừ khi trận này mình không chết. Mình có cách thắng rồi các em ạ. Anh em hãy nhìn đây. Anh em hãy nhìn cái quả mà 6.000 công của nó nhá. Anh em nhìn thế này. Mày nó úp cái này hơi thốn rồi. Để mình cuốn nó này đi xem nào. Ok. Change Gear Hunt. Mày đưa con này của mày đây. Tiền sử. Thắng luôn. Trời ơi, 6.000 công với tao à. Mày tuổi gì chim lợn. À quên, Yuki Judai. Rồi, chúng ta sẽ úp cái này xuống. Úp xuống. Call the Haunted. Zombie ra the Dark. Ok man. Chúng ta có rất nhiều hồi sinh ở đây. Và có cả chổi lông gà ở đây. Rồi luôn. Úp cái gì rồi, rồi. Úp tiếp đi. Úp có một cái vậy. Rồi luôn. Mạnh mày. Lượn đi. Reverse up now. mày láo này. May quá, nó thả con Buster Blader của mình xuống. Nó thả con Buster Blader của mình xuống. Thôi nhé, Edgeman và Buster Blader sẽ lên sân. Tuyệt vời không mặt trời. Bệnh nhà mày. Buster Blader. Thôi nhé. Úi giời ơi, tấn công luôn. Tuyệt vời. Sao hôm nay mình đánh hay nhở? Anh không được tấn công à? Định mệnh. Ok, thì nữa mình sẽ gọi con Edgeman của nó lên. Edgeman. Chả tốt làm gì đây? Công con này à? Thì chết rồi, nó dùng hợp rồi. Mình nghĩ lắm. Tấn công con này rồi. Ok, Fireman. Úp nhiều vào. Thôi nhé. Thôi nhé, cứ cho cái này đã, cho chắc chắn đã. Trên được hurt này. Con này không thể tấn công ấy sao ấy. Đấy, đây, không thể tấn công trực tiếp. Ice Rider. Monster Reborn. Nào, gọi con nào lên đây. Edgeman. Rồi bài mình quá yếu mà mình vẫn tát chết được thằng Yugi này. Chứng tỏ mình là thần bài mưa rồi. Buster Blader. Láo này. Thôi, tạm biệt em. Ok. Black Magic. Ui. À, Magic Shadow lập trao. Volcanic Rocket. Con này ngon này. Con này có cái bộ bài của thằng trong Yuki Judai này ngon thật. Thắng rồi anh em ạ. Chưa gì đã easy này rồi. Nào, chúng ta sẽ đánh thêm một ván nữa nha. Trước khi ấy thì mình sẽ bỏ con lửa vào. Thêm tìm gốc này. Hình thức tế cờ. Mình lấy được con lửa rồi. Rồi, lên 2 sao rồi anh em ạ. Đây rồi, có cái Tribute to the Dome rồi, không sợ bọn dung hợp nữa. Mình cứ phải úp xuống, định mệnh là nó xóa một phát là đi cả bầy luôn đấy. Rồi, 4 con bài bẫy. Rồi, Postman. Chơi mình luôn, mình sợ chứ. Trời ơi. Trời ơi, sao chơi tôi luôn thế này. Đấy à, ấy ui nó úp nhiều thế. Làm lá đè. Mirrorfox. Trời ơi, tôi đến từ chi bíu. Chi bút. Tao lại sợ mày quá. Ok. Magic Cylinder. Đấy đem này. Món quà từ thiên đường. Bình tham lam. Ocean. Thôi mình nghĩ con này thể nào lật lên mà chúng nó sẽ bị ấy. 4 tích. Rồi, thì chúng ta nó ra con nào đấy là mình sẽ lật con này lên là đi ngay. Thì mình lật con này lên là nó đi mà. Nó ra một con gì đấy là nó đi này. Rồi, tạm biệt nha. Goodbye. Piu piu piu. Sangan lấy một con lên. Bushman à? Người rừng. Ôi xinh rồi. Ritma. Magic Cylinder này. Cylinder. Bung lụa này. Rồi chúng ta lấy được con chổi lông gà này, nó ngon quá. Tiger Ace. Chiến binh cầm rìu. Định mệnh dung hợp rồi. Thôi thế mình Tribute to the Dome vậy. Mẹ ra địa cầu kìa. Elisor. Nó bốc nhiều vậy ta. Tao mượn con này của mày cái. Mirrorfox ấy. Đã biết ngay mà, tự nổ con của nó. Nó ngu thế nhỉ. Chứ thằng nó ngu thằng này. À nó chịu mất điểm gốc còn hơn là nó hủy diệt cái con của nó. Mình có chổi lông gà là mình dứt điểm này. Rồi, úp magic rồi. Mình loại được con Mirrorfox của nó rồi. Sangan. Mình vẫn để con này ở đây để tí nữa nó dung hợp tiếp thì mình cho một lá là chết. Rồi, end phase. Thôi thì mình chưa lấy với nó luôn này. Monster Reborn, ngon quá. Thì chúng ta sẽ hồi sinh con... hồi sinh con... Elisor. Con này có khả năng đặc biệt cơ, nhưng mà trong game lại nó không có. Ở trong này nhá, anh em phải nên nhớ là tất cả các cái con... anh em xem trong phim ấy mà có khả năng đặc biệt thì trong này không có đâu, ít lắm. Mình nói ví dụ Super Polymerization. Rồi mình lại gói được con này rồi, nghĩa là nó sẽ ra, nó sẽ cái khả năng đặc biệt của nó ít lắm, hiếm lắm anh em ạ. Như kiểu con Flame Wingman ấy nó ít lắm. Nó sẽ con Flame Wingman nó tiêu diệt một con thì đối phương sẽ chịu điểm gốc, chịu mất điểm gốc so với sức tấn công của con Flame Wingman là tiêu diệt, nhưng mà trong này không có. Mình lấy con nèo này đi, biết đâu lấy được con nèo thì sao. Mình xa xa tí. Mình đang muốn bốc được con chổi lông gà ấy vì chỗ này nhiều ấy quá. Thiệt sự mày. Nó thêm được con Stratos lên tay. Ui hồi sinh luôn. Ui đỉnh mạnh rồi. Cần gì? Con này cũng 2000 mà. Mày áo này. Rồi đi con Tiger của mình rồi. Cộng 400 point cho mình. Hơi khó nhỉ. Hai con này dung hợp phát nữa thì mình bốc cứt. chổi lông gà đâu. Mình có chổi lông gà là mình hồi sinh mình lấy con chiến thuật này luôn này, Great Tornado này. Ô, vừa học được. Mình có nào không? Đó, có con mẹ gì. Rồi rồi, nó biết ngay mà. Cái định mệnh cho nó. Thôi rồi, đời tôi ra đi rồi anh em ạ. Đời tôi ra đi. Ra đi rồi. Rồi ôi, đời tôi ra đi rồi anh em ơi. Rồi luôn. Hơi sớp mặt. Thua rồi. Nó khỏe quá. Bài mình thì yếu. Ok. Đấy, chị che. Trong này có gì không? Có một Elisor ăn nào sao được. Thôi thua. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp clip tiếp theo thì các anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.